Ôi, quên không sạc vào. Đi cháu. Đây, tôi nói nè, để đựng những cái đồ nào, những cái đồ gọi như là ấy đấy, nhà tắm trước rồi này, để cho nó đỡ bị trôi, treo nó lên này, treo lên. Rồi, sáng nay cháu rửa sạch cái này rồi, giờ dính vào không treo thôi. Chưa, treo cao chưa, treo thấp thế này. Ôi, trời ơi, treo cao quá. Ôi, treo cao này nhưng mà cháu chưa rửa trên bên trên đây, thế chốc thì treo được. À. Thế phải rửa đi. Cho thấp này thôi. Vì cháu nghĩ cháu ngồi tắm mà cháu có đứng tắm đâu. Thế cho thấp này thôi. Nó hết nước vào. Hết nước vào nó trôi xuống mà. Ê, thùng ấy. À, rồi sẽ tùy làm thế nào làm. Môi trổ quét cho sạch. Quên chưa mua ấy. Mua gì nhỉ? Chưa mua cái gì rửa, rửa nước rửa. Hy vọng là bán được hàng hay có tiền thì không được chết đói. Cháu bán hàng online thì bán như nào? Chết rồi, có đóng một cửa không vậy? Đấy. Chết rồi. Đóng cửa này. Thử lấy xem nào, không đóng được, không đóng được. Đóng được. Chết rồi. Làm thế nhỉ? Bây giờ có lấy ra được không? Đấy, đột ra nè. Nóc được. Được. Ui, chết rồi. Đúng vào cái chỗ lúc nãy để nó còn dính. Nó từ từ không cao nhanh quá. Nhanh quá.